quán ông hồi xưa tôi đến cho à, đây là tất cả những người thân thiết nhất của tôi nhân ngày sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật về, chúc thầy sức khỏe hạnh phúc. Nào các đệ tử ở đằng dưới ơi, đứng lên nào. Đông cửa nào. Ok, chúc mừng nhá. Không, giờ được hết mặt, được hết mặt mà. Nào hôm nay ai quản ca ở dưới thế nào? Hôm nay như thiếu Hoàng Béo thế nào nhỉ? Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh, các chị em và tất cả các đệ tử đã chung vui với tôi. Hôm nay là ngày vui. Và năm nay là năm tương đối đổi mới. Năm nay tương đối đổi mới, chúng tôi tổ chức rất là gọn nhẹ đây. Cho các em một tí để có hình ảnh. Vâng, đây là rất nhiều cái đóa hoa thân thiết. Cô nào dính vào đây đấy? Hello, đây ở đây sinh nhật phải có người. Sau này là đây là những cái chiếc băng mà khi nào 108 tuổi thấy đi thì coi như là mọi người là còn có trên, vẫn còn trên Facebook mà đúng không? Hàng năm rồi ngày này là nhân này. Vâng, bây giờ lại sang khu vực bên này. Đây sang sang khu vực bên này. Quay rất trình độ. Đây bạn thứ hai. Đẹp chứ. Từng người một nhá, con vào đây, con cứ vào đi. Dồn ghế vào nhá. Đây có cả các đệ tử, nhí của ngày đây. Đây ghế thôi, tôi muốn luôn. Thank you con, đây. Thank you, đang quay. Cảm ơn con. Để 100 năm nữa vẫn còn mà. Mình chết thì ở trên Facebook nó vẫn còn. 100 năm là không ai nhớ mình rồi. Bây giờ tôi phải trả tiền cho Facebook là 500 năm. Trả trước thôi. Cùng ly là Rồi, mọi người vui vẻ nhá, tất cả những người thân yêu của tôi. Đây, tất cả người thân yêu tôi nhất đây. Chúc mừng nhá. Nào, hết luôn. Cảm ơn các bạn. Tất cả các anh em hay đông quá. Chúc mừng sinh nhật thầy. Tại vì mọi người ở khắp mọi miền tổ quốc và trên thế giới là nói thầy là phải like stream. Nên là tôi sẽ không like stream, thầy quay lại trong thời gian bên trong. Chúc mừng nha. Thank you, cảm ơn. Đây, tiếp tục lại sang bên này. Và đây là một cái phong đặc biệt của năm 2019. Xin chào nha, hai vợ chồng Lương nha. Cùng nhau nha. Chúc mừng sinh nhật em Tuấn nha. Chúc mừng sinh nhật. Phải đưa lên để mọi người còn biết cho mọi người là đang nói là thầy không